chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức thể thao về bóng chuyền được phát thường xuyên trên kênh tin tức online của chúng tôi. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến những thông tin và những câu chuyện đầy thú vị và hấp dẫn của bộ môn bóng chuyền, hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Mở đầu là thông tin đầy nuối tiếc cho người hâm mộ khi chủ công xinh đẹp Chen Peijian sẽ trở về nước vào ngày 22 tháng 5. Chen Peijian, người đã thi đấu nổi bật trong màu áo của VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV 9 Bình Điền 2024, đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ không chỉ bởi kỹ năng xuất sắc mà còn bởi sự thân thiện và dễ mến. Sự ra đi của cô chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn trong đội hình và là một mất mát đáng tiếc cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Tiếp theo là một thông tin đầy bất ngờ và phấn khích. Một hiện tượng mới của bóng chuyền Việt Nam, vận động viên 18 tuổi Đặng Thị Hồng đã nhận được vinh dự lớn tại giải đấu. Với phong độ thi đấu ấn tượng và khả năng ghi điểm xuất sắc, Đặng Thị Hồng đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn, thậm chí ghi điểm nhiều hơn cả sao bóng chuyền Thái Lan. Cô đang được so sánh với Nguyễn Thị Bích Tuyền, một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là tín hiệu vui cho thấy bóng chuyền Việt Nam đang có những tài năng trẻ đầy triển vọng, sẵn sàng kế thừa và phát triển hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng, thông tin rất quan trọng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ là về tình hình của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Do chấn thương đầu gối vẫn chưa hoàn toàn bình phục, khả năng ra sân của Thanh Thúy trong những trận đấu sắp tới tại AVC Challenge Cup 2024 đang bị đặt dấu hỏi lớn. Đây là một thiệt hại lớn cho đội tuyển, bởi Thanh Thúy luôn là trụ cột không thể thiếu với kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Trong bối cảnh đó, trách nhiệm gánh vác hàng công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đặt nặng lên vai Nguyễn Thị Bích Tuyền. Với những cú đập quy lực và khả năng ghi điểm vượt trội, Bích Tuyền được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho đội tuyển. Cô đã khẳng định phong độ và tài năng của mình qua nhiều giải đấu và lần này, người hâm mộ đang đặt nhiều niềm tin vào sự tỏa sáng của cô trong vai trò lĩnh xướng hàng công. Liệu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách để bảo vệ ngôi vô địch tại AVC Challenge Cup 2024? Sự kết hợp giữa những tài năng trẻ và những ngôi sao kỳ cựu sẽ đem lại những điều bất ngờ gì cho người hâm mộ? Hãy cùng chúng tôi theo dõi và ủng hộ đội tuyển trong hành trình sắp tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất về giải đấu. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Đầu tiên, chủ công Chen Peijian sẽ về nước ngày 22 tháng 5. Đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết, tay đập Chen Peijian sẽ về lại Trung Quốc vào ngày 22 tháng 5 tới đây sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng. Chen Peijian cùng các đồng đội ở đội VTV Bình Điền Long An đã khép lại tranh tài cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 Bình Điền 2024 với vị trí hạng 4. Đây là một thông tin đầy tiếc nuối cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi phải tạm biệt một trong những ngôi sao sáng giá nhất đã góp phần không nhỏ vào thành công của đội bóng. Theo đại diện đội bóng, ngay sau giải đấu ở Đắk Lắk, các cầu thủ sẽ tiếp tục tập duy trì chuyên môn để chuẩn bị cho cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024 diễn ra trong tháng 7 năm nay tại Đà Nẵng. Với kế hoạch ngoại binh, đội bóng hiện chưa có chương trình cụ thể. Một trong những mục tiêu quan trọng của đội nữ VTV Bình Điền Long An là thi đấu đạt kết quả tốt tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tháng 11 năm 2024 và ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch đối với công tác chuyên môn, bao gồm cả việc sử dụng ngoại binh. Đây là lần thứ hai trong năm 2024, cầu thủ Chen Peijian tới Việt Nam thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Chủ công này đã thi đấu giai đoạn 1 cùng đội bóng, sau đó giữ cúp Hùng Vương 2024 và đoạt ngôi vô địch với các đồng đội. Sau đó, ban lãnh đạo đội nữ VTV Bình Điền Long An tiếp tục mời Chen Peijian góp mặt giữ cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 Bình Điền 2024. Sự xuất hiện của Chen Peijian không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thu hút sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. Việc có tiếp tục mời tay đập này tới Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia hay không vẫn chưa được đội nữ VTV Bình Điền Long An tiết lộ cụ thể. Sự không chắc chắn này khiến người hâm mộ đang rất tò mò và hy vọng về khả năng Chen Peijian sẽ trở lại, bởi cô đã chứng tỏ được tài năng và tầm ảnh hưởng lớn của mình trong đội hình. Theo dự kiến, khi dự cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024, đội bóng sẽ không tăng cường ngoại binh. Đây là một quyết định quan trọng nhằm tập trung phát triển các tài năng nội địa và nâng cao sự gắn kết trong đội. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một ngôi sao như Chen Peijian chắc chắn sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho đội nữ VTV Bình Điền Long An trong các giải đấu sắp tới. Các cầu thủ sẽ cần nỗ lực hết mình để bù đắp sự thiếu vắng này và đạt được những thành tích tốt nhất có thể. Sự ra đi của Chen Peijian, dù tạm thời, cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ và các đồng đội. Họ sẽ luôn nhớ đến những đóng góp của cô và hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có cơ hội được thấy cô thi đấu tại Việt Nam thêm một lần nữa. Trước mắt,
đội bóng sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong nước và hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Tiếp theo là thông tin bất ngờ, hiện tượng bóng chuyền Việt Nam 18 tuổi nhận vinh dự ở giải đấu lớn, ghi điểm nhiều hơn sao Thái Lan, được so sánh với Bích Tuyền. Cúp VTV 9 Bình Điền 2024 đã khép lại đầy ấn tượng với chức vô địch thuộc về đội TFU Bluecat. Các giải thưởng cá nhân của giải đấu này cũng đã được công bố, đem lại niềm vui và sự công nhận cho nhiều vận động viên xuất sắc. Chen Peja, ngoại binh của VTV Bình Điền Long An, đã vinh dự giành được giải thưởng chủ công hay nhất, cùng với Như Quỳnh của binh chủng thông tin. Không chỉ dừng lại ở đó, vận động viên người Trung Quốc này còn xuất sắc đoạt giải Hoa Khôi bóng chuyền tại VTV Cup 2024, một danh hiệu tôn vinh cả tài năng lẫn vẻ đẹp của cô trên sân đấu. Trong khi đó, Đặng Thị Hồng, một gương mặt trẻ triển vọng của đội U20 Việt Nam, đã xứng đáng nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại VTV Cup Bình Điền 2024. Đặng Thị Hồng đã thể hiện một phong độ ấn tượng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, trở thành một trong những nhân tố nổi bật tại giải đấu. Ở trận tranh hạng 7 giữa U20 Việt Nam và U20 Thái Lan, Đặng Thị Hồng đã tỏa sáng với 23 điểm, đạt hiệu suất ấn tượng 44,2%. Màn trình diễn xuất sắc này không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn khẳng định tài năng và tiềm năng phát triển của cô trong tương lai. Trong khi đó, tay đập Nakarinpo Buda của U20 Thái Lan cũng có màn trình diễn đáng chú ý với 17 điểm, hiệu suất 40,5%. Sự xuất sắc của Chen Peja và Đặng Thị Hồng đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại Cúp VTV 9 Bình Điền 2024. Chen Peja, với kỹ thuật điêu luyện và vẻ đẹp duyên dáng, đã chinh phục khán giả và giới chuyên môn, trong khi Đặng Thị Hồng, bằng nỗ lực và tài năng, đã khẳng định mình là một ngôi sao tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Đặng Thị Hồng, sinh năm 2006, hiện đang chơi ở vị trí chủ công cho câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thái Nguyên, là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng chuyền Việt Nam. Với chiều cao khiêm tốn 1m64, Đặng Thị Hồng đã chứng tỏ khả năng vượt trội nhờ sức bật tốt và những cú đập bóng đầy uy lực. Tài năng của cô đã được công nhận khi cô được câu lạc bộ Ninh Bình mượn để thi đấu tại Cúp Hoa Lư, Bình Điền 2024 và giai đoạn Y của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trong hai giải đấu này, Đặng Thị Hồng đã để lại những dấu ấn tích cực và được nhiều người nhận xét có phong cách chơi bóng tương tự với ngôi sao Bích Tuyền. Không chỉ riêng Đặng Thị Hồng, đội hình U20 nữ Việt Nam còn sở hữu nhiều cái tên đáng chú ý như Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Thùy Linh và Nguyễn Vân Hà. Các cô gái trẻ này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ giải Cúp VTV 9 Bình Điền 2024, nơi họ có cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh và học hỏi từ các trận đấu căng thẳng. Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự trưởng thành và tiến bộ của Đặng Thị Hồng cùng các đồng đội là sự chỉ dạy của huyền thoại bóng chuyền Ngọc Hoa, người đang giữ vai trò trong ban huấn luyện của đội U20 Việt Nam. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Ngọc Hoa đã truyền đạt những kiến thức và chiến thuật quý báu, giúp các tay đập trẻ cải thiện kỹ thuật và nâng cao trình độ chơi bóng. Sự tiến bộ của Đặng Thị Hồng và các đồng đội đã được thể hiện rõ ràng qua các trận đấu. Đặng Thị Hồng không chỉ gây ấn tượng bằng những cú đập mạnh mẽ mà còn bởi tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm cao độ. Sự hiện diện của cô trong đội hình U20 Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là hy vọng cho tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam sẽ thi đấu ở giải vô địch châu Á 2024 vào tháng 7 năm nay tại Trung Quốc. Có tổng cộng 12 đội bóng tham dự giải này. Theo thể thức, hai đội đứng đầu sẽ giành vé dự giải U21 Thế giới 2025. Theo kết quả bốc thăm, U20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với U20 nữ Thái Lan và U20 nữ Iran. Trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế, những tài năng trẻ như Đặng Thị Hồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là tương lai của đội tuyển quốc gia mà còn là những đại diện sáng giá cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của môn thể thao này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu không ngừng, Đặng Thị Hồng và các đồng đội chắc chắn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn tại các giải đấu trong nước và quốc tế, mang lại niềm tự hào cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Và cuối cùng, Thanh Thúy khó ra sân, Bích Tuyền lĩnh xướng hạng công bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines để tham dự giải AVC Challenge Cup 2024, diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 tại thủ đô Manila, Philippines. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các cộng sự đang phải đối mặt với cơn bão, chấn thương trước thềm trận ra quân gặp Hồng Kông, Trung Quốc. Đầu tiên là trường hợp của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối từ cuối năm ngoái. Theo đánh giá của các bác sĩ đội tuyển, khả năng ra sân của chủ công cao 1m93 trong các trận đấu của bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024 là rất khó.
ban huấn luyện cũng hiểu rằng việc để cầu thủ ra sân trong tình trạng không đảm bảo sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh Thanh Thúy sẽ chuyển tới thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ sau giải đấu này. Sự vắng mặt của Thanh Thúy chắc chắn sẽ là một mất mát lớn cho đội tuyển. Cô không chỉ là một trong những tay đập chủ lực với khả năng tấn công vượt trội mà còn là biểu tượng tinh thần cho toàn đội. Thanh Thúy luôn biết cách truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho các đồng đội, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn. Dẫu vậy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn có trong tay những ngôi sao tấn công rất chất lượng như Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trà My hay đặc biệt là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đội trưởng của LPB Ninh Bình, Bích Tuyền, đang được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ trên hàng công cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau những trận đấu ấn tượng của Ninh Bình ở mùa giải năm nay, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khả năng gánh đội của Bích Tuyền. Đây cũng là lần đầu tiên cô trở lại thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam kể từ sau SEA Games 31, khiến sự mong đợi càng thêm lớn. Bích Tuyền không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người lãnh đạo tinh thần cho toàn đội. Khả năng tấn công mạnh mẽ, những cú đập bóng uy lực và khả năng đọc trận đấu thông minh của cô luôn làm khó cho hàng thủ đối phương. Trong những thời điểm quyết định, Bích Tuyền luôn biết cách tỏa sáng, mang lại những điểm số quan trọng cho đội nhà. Tuy nhiên, bóng chuyền nữ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Bên cạnh việc Thanh Thúy có thể không ra sân vì chấn thương, vị trí chuyền hai cũng đang là một vấn đề nan giải. Võ Thị Kim Thoa đã dính phải một chấn thương lưng tương đối nặng trong trận đấu với binh chủng thông tin. Nếu tình trạng của Kim Thoa không khả quan, Đoàn Thị Lâm Oanh sẽ phải đảm nhận trọng trách điều phối lối chơi cho toàn đội. Sự vắng mặt của Thanh Thúy và khả năng thi đấu hạn chế của Kim Thoa có thể khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định. Lâm Oanh, với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, sẽ phải gánh vác trọng trách lớn, đảm bảo sự nhịp nhàng trong các pha tấn công và phòng thủ. AVC Challenge Cup được xác định là một trong hai giải đấu quốc tế quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2024, bên cạnh CV League. Với vị thế là đương kim vô địch, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rõ những áp lực vô hình sẽ trở thành rào cản cho các tuyển thủ nữ. Dẫu vậy, toàn đội vẫn đặt ra mục tiêu cao nhất để bảo vệ chức vô địch tại giải đấu quan trọng này, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đến FIVB Challenger Cup 2024 giống như mùa giải năm ngoái tại Pháp. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của các cô gái bóng chuyền Việt Nam vẫn không hề suy giảm. Với Bích Tuyền dẫn dắt hàng công và Lâm Oanh điều phối lối chơi, đội tuyển hoàn toàn có khả năng vượt qua những khó khăn hiện tại để hướng tới mục tiêu cao nhất. Sự phối hợp giữa Bích Tuyền và Lâm Oanh sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu sắp tới. Người hâm mộ bóng chuyền nước nhà hoàn toàn có thể hy vọng vào một màn trình diễn mãn nhãn, nơi các cô gái của chúng ta chiến đấu hết mình, mang về những chiến thắng vang dội và niềm tự hào cho Tổ quốc.